Biết ơn các em học sinh đã quay trở lại với kênh của thầy An Thì ở video này chúng ta cùng nhau làm bài tập Ở đề cương ôn tập học kỳ 1 toán lớp 6 Trường trung học cơ sở Hành Thuận Bài tập trắc nghiệm Bài 1 Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng Câu 1 ba số nào sau đây là ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần các em chú ý là tự nhiên liên tiếp và tăng dần câu a này b trừ một b b cộng một thì mình thấy là à đây là ba số liên tiếp nha liên tiếp nhưng mà để yêu cầu là ba số tự nhiên nữa mình thấy nè b thuộc tập hợp các số tự nhiên mà tập hợp các số tự nhiên nhỏ nhất số tự nhiên nhỏ nhất sẽ là số 0 như vậy thì nếu mà b bằng không á thì chỗ này chúng ta thế vào đây không trừ một thì bằng bằng trừ một đó như vậy thì trừ một không phải là là số tự nhiên. À, do đó trường hợp này chúng ta loại. Rồi cô B nè. B, B cộng 1, B cộng 2. Đó, mình thấy là đây là ba số liên tiếp và tăng dần. Mình xét nè. B thuộc tập hợp các số tự nhiên. Các số tự nhiên nhỏ nhất là số số 0. Nếu mà B bằng 0 á, thì 0 0 cộng 1 là 1 0 cộng 2 là 2 là 0, 1, 2 Ok, thỏa mãn đúng không? Cho nên là trường hợp này là đúng Trường hợp B đúng thì hiển nhiên là CD là sai ha, à, Nhìn kỹ nè 2B, 3B, 4B Không phải là là liên tiếp nếu mà b của chúng ta bằng 2 chẳng hạn Thì mình thấy nè 2 x 2 là 4 3 x 2 là 6 4 x 2 là 8 Nếu mà b bằng á Thì 6 4, 6, 8 không phải là liên tiếp Trường hợp này loại Còn đây là b cộng 1 b b 1 Thì mình thấy là giảm dần Đúng không? Cho trường hợp này cũng loại Chúng ta xong câu 1 mình sang câu 2. Giá trị của cái tổng m bằng 1 cộng 3 cộng 5 cộng 7 chấm 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 cộng 97 cộng 99 là thì chấm 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 ở đây có nghĩa là cộng mấy các em mình thấy nè 1 là số lẻ 3 là số lẻ 5 là số lẻ 7 là số lẻ Nhẹ chấm chấm ở đây có nghĩa là cộng 9, cộng 11, cộng 13, cộng 15, cộng 17, vân vân. Được chưa? Những số lẻ. Rồi, bây giờ tính cái tổng này thì chúng ta tính thế nào? Đây các em, 1 cộng 3 cộng 5 cộng 7 cộng chấm chấm cộng 95 cộng 97 cộng 99 thì để cộng này, chúng ta lấy 1 cộng cho 99 là bằng 100. Đúng không? Rồi lấy 2 cộng với sorry, lấy 3 cộng với 97 cũng là 100. Đây, 100 100. Lấy 5 cộng với 95 cũng được 100. Đó, mình được 100 này. 100 này, 100 này. Vân vân ha. Vấn đề là mình có bao nhiêu số 100 như thế này. Được chưa? Thì chưa Thầy muốn tính mình sẽ có bao nhiêu số 100 như thế này. Thì chúng ta phải tính xem cái tổng này có bao nhiêu số hạng. Nha, tổng này có bao nhiêu số hạng. Giả sử cái tổng này thì giả sử nha. Giả sử cái tổng này là là 50 số hạng chẳng hạn. Như vậy thì cứ hai số hạng cộng lại thì mình được một cặp. Đó, hai số hạng cộng lại mình được một cặp. Hay nói khác là hai số hạng cộng lại thì chúng ta được số 100. Hai số hạng cộng lại chúng ta được 100. Như vậy thì số số 100 chính là số số hạng này chia cho 2. Ok không? Đó. Nhưng mà bây giờ làm sao để chúng ta tính được à, số số hạng? ha Giả sử số số hạng của tổng này là 50 thì lúc này số số 100 là 50 chia 2 là bằng 25 số 100 như vậy tổng này sẽ là 100 nhân cho 25 là bằng 2500 đó M của chúng ta sẽ bằng 2500 rồi, như vậy thì vấn đề của chúng ta bây giờ là mình sẽ đi tính số số hạng của cái tổng này à, đây, các em chú ý nè 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4, cộng 5, cộng 6, cộng chấm chấm chấm, cộng 95, cộng 96, cộng 97, cộng 98, cộng 99, cộng 100. Cái tổng này có bao nhiêu số hạng các em? Có 100 số hạng. Ha, cái tổng này nè, có 100 số hạng. Nè, cách tính bao nhiêu số hạng này? Mà lấy 100 trừ 1, ha, lấy số hạng cuối trừ số hạng đầu rồi cộng cho 1. 100 trừ 1 là 99, cộng 1 là 100. Đó, tổng này chúng ta có 100 số hạng. Được không? Tổng này chúng ta có 100 số hạng. Và cái tổng này mình thấy nè, là người ta chỉ lấy những số lẻ thôi. Đúng không? Những số lẻ thôi. Như vậy thì cái tổng này của chúng ta, nếu mà chúng ta bỏ đi những số chẳng, đó, bỏ đi những số chẳng, thì chúng ta sẽ được cái tổng này đồng ý chưa như vậy thì cái tổng lúc đầu của chúng ta 100 số hạng mà sau khi chúng ta bỏ đi những số chẵn đó là mình bỏ đi một nửa chứ nữa đúng không như vậy thì sau khi bỏ đi những số chẵn chúng ta sẽ được một nửa của 100 là 50 50 số hạng đúng không đó như vậy thì lúc đầu chúng ta giả sử 50 số hạng là đúng luôn đúng không được chưa? Như vậy thì 50 số hạng chúng ta chia 2 thì chúng ta được 25, có nghĩa là mình được 25 cặp như vậy. Mỗi cặp cộng lại là mình được 100 mà mình có 25 cặp như vậy. Như vậy thì tổng của chúng ta sẽ là 2500. Rồi các em nắm được không? 2500. Như vậy thì đây sẽ là đáp án đúng của chúng ta. Rồi câu 3. Kết quả của phép tính 5 mũ 7 nhân cho 18 trừ 5 mũ 7 nhân cho 13 bằng Các em chú ý. Mình có nè. A nhân B trừ A nhân C thì sẽ bằng A nhân cho B trừ C. Được không? Như vậy thì mình coi nè. 5 mũ 7 là A nè, B nè, đây là A nè, B nè, các em thấy không? A nè, A là 5 mũ 7, A nè, đó. Như vậy thì, theo cái công thức này, thì chúng ta sẽ lấy được chữ số A ra ngoài. A chính là 5 mũ 7. Trong ngoặc chúng ta còn B trừ C, B đây, C đây, đúng không? B là 18, C là 13. 18 trừ cho 13, Ồ, ok rồi. 18 trừ cho 13 thì chúng ta được 5 mũ 7 nè. 18 trừ 13 thì chúng ta được 5, đúng không? Đó. Chú ý 5 chính là 5 mũ, 5 chính là 5 mũ 1. Đó mình có là a mũ n nhân cho a mũ m thì sẽ bằng a mũ n cộng cộng m như vậy thì 5 mũ 7 nhân cho 5 mũ 1 sẽ bằng 5 mũ 7 cộng 1 là 5 mũ 8. Đây, 5 mũ 8. Câu 4. Cho số M bằng 1, 6, sao 0 chữ số thích hợp để m chia hết cho 357 là thì bài này à, có hai cách làm ha bài này có hai cách làm thì thầy sẽ chỉ hai à, cách làm cho các em tham khảo nha thì cách làm à, chính thống là như sau thì m mà chia hết cho số 3, số 5, số 7. Có nghĩa là m của chúng ta sẽ là bội chung của số 3, số 5 và số 7. Đồng ý không? M chia hết cho 3 5 7, có nghĩa là m sẽ là bội chung của 3 5 7. Như vậy thì vấn đề của chúng ta là bây giờ mình sẽ đi tìm bội chung của 3 5 7 là những số nào. Được không? Này ha. Thì muốn tìm bội chung của 357, các em nhớ lại nè. Bội chung của số 3, số 5 và số 7 chính là bội của bội chung nhỏ nhất. Được chưa? Bội của bội chung nhỏ nhất. Của 357. Như vậy thì việc đầu tiên chúng ta đi tìm bội chung nhỏ nhất của số 3, số 5 và số 7 đã ha. Thì số 3, số 5, số 7 đều là số nguyên tố, cho nên là bội chung nhỏ nhất của ba số này, chúng ta chỉ việc nhân ba số này lại. Chúng ta lấy 3 nhân 5 nhân 7. Đó, chúng ta được 105. Được không? 105. Rồi. Bây giờ muốn đi tìm bội chung của 3 5 7, chúng ta lần lượt lấy 105 nhân cho 0. Chúng ta được số 0. Nhân cho 1 chúng ta được 105 nhân cho 2 chúng ta được 200 210 đó cứ như vậy ha thì mình nhân lên để xem khi nào mình được 16 rồi sao không thì mình từ đó mình suy ra được sao là chữ số gì ha thì thầy dự đoán là 105 này để mà được 16 sao không thì bạn này sẽ nhân cho 16 tiếp tục thầy nhân cho 16. Đó, thầy được 1680. Ha, thầy được 1680. Như vậy thì sao của chúng ta là là 8. Đúng không? Được chưa? Sao của chúng ta sẽ là số 8. À mà đề này người ta cho cũng không rõ lắm ha. Cho số m bằng cái này, chữ số thích hợp để m chia hết cho. Có nghĩa là sao nhận những sao nhận số thích hợp nào ha à, để mờ chia hết cho 357 thì mới rõ đúng không đó là cái cách làm à, chính thống của mình ha Các em hiểu nè rồi thì tuy nhiên nếu mà các em không làm vậy thì mình có thể làm cách khác và cách này chúng ta hay gọi là làm rợ ha hay là mò cũng ra nha thì đây thì chỉ cho các em cách mò nè thì mình thấy số này tặng cùng là không nha tặng cùng là không thì hiển nhiên số này sẽ chia hết cho cho năm được không nè đó vậy thì mình không cần quan tâm tới số 5 này nữa ha được chưa rồi tiếp theo để cái số này mà chia hết cho ba để số này mà chia hết cho ba thì tổng các chữ số của nó phải chia hết cho 3 đúng không mình thấy nè 1 cộng 6 là 7 7 cộng 0 cũng là 7 là tiếp tục cộng cho cộng cho sao đó số này phải chia hết cho cho 3 thì nhẩm mình thấy nè để mà số này chia hết cho 3 thì sao của chúng ta phải là số số 2 đúng không vì 7 cộng 2 là bằng 9, 9 chia hết cho 3. Đó. Hoặc sao của chúng ta là số số 5. Đó, mình cứ cộng 3 vô nè. 2 cộng 3 là 5. Đó, sao của chúng ta có thể là số 5. Vì 7 cộng 5 là 12, 12 chia hết cho 3. Hoặc sao của chúng ta có thể là số 8. 7 cộng 8 là 15, 15 chia hết cho 3. Hết. Được chưa? Nhớ là sao là số có một chữ số thôi nha. Cho nên là sao của chúng ta có thể nhận là 2, 5, 8. Để cho số này chia hết cho 3. Đó. Để số này chia hết cho 3 thì sao của chúng ta phải là 2, 5, 8. Đồng ý chưa? Rồi. Bây giờ lần lượt. Mình thế số 2 vào. Rồi mình thử thử. Lúc này số này có chia hết cho 7 hay không? Đó. Nha. Đây. Giả sử. Sao của chúng ta là số 2. Mình thế vào đây ha. Thì mình được 1, 6, 2, 0. 1, 6, 2, 0 thì cũng có dấu hiệu chia hết cho 7 nhưng mà bây giờ mà giảng cho các em cái dấu hiệu này thì rối lắm thôi các em thử cho nhanh nha 1620 mà chia cho 7 đây 1620 chia cho 7 chia không hết đúng không đó mình thấy không chia không hết rồi bây giờ mình thay sao bằng số 5 nha thì mình được 1650 chia 7 đó các em thấy không chia cũng không hết và cuối cùng là số số 8 mình thấy vào đây 1680 1680 chia 7 Đó, lúc này chia hết Được chưa? Như vậy thì sao của chúng ta sẽ là số 8 Đó là cái cách mà chúng ta làm rợ ha. Hay nói khác là mình mò mẫn Có nghĩa là nếu mà, mà tự luận Thì chúng ta sẽ làm theo cái cách lúc đầu Đúng không? Tự luận thì làm theo còn nếu mà trách nghiệm thì chúng ta có thể làm theo cách này hoặc là à, cách này đều được nha miễn sao chọn đáp án đúng là được hoặc là có thể à, liếc sang bạn kế bên đúng không <laughs> thì nó đùa chơi chứ mình học để biết mà nha không có liếc ha liếc hư mắt đó rồi câu 5 nếu a chia hết cho m và b chia hết cho 5 A lớn hơn B thì Lúc này A cộng B Chia hết cho 5 Ờ thầy thấy đề này Có gì đó sai sai các em Bởi vì M ở đây chúng ta không biết là bao nhiêu Cho nên là A cộng B Đây chia hết chứ không phải là chia nữa đó A cộng B chia hết cho 5 Thì mình cũng không biết đúng hay sai bởi vì m này chúng ta không biết nha tương tự như vậy a trừ b chia hết cho m ừ. chúng ta cũng không biết luôn thầy nghĩ là lỗi do cái phong chữ đó các em chỗ này chữ m này thay bằng số 5 thì hợp lý ha chữ m này thay bằng số 5 thì hợp lý các em thấy không phong chữ này nó lỗi này từ đây nhảy qua đây nè, ha, phong chữ bị lỗi ha, đây nè. B này nhảy qua đây ha, bị lỗi nha. Đó, như vậy thì chúng ta thay m bằng số 5 thì thầy nghĩ là lúc này thì đề mới đúng ha. Đây, chia hết cho cho 5 ha. Đó. Thầy nếu mà a chia hết cho 5, b cũng chia hết cho 5 thì hiển nhiên a cộng b sẽ chia hết cho 5, được chưa? Đó, câu này đúng. Và A lớn hơn B, thì lúc này A trừ B, hai số này đều chia hết cho 5, thì A trừ B cũng chia hết cho 5. 2A trừ B, nếu mà A chia hết cho 5, thì 2A cũng chia hết cho 5. B chia hết cho 5, đó, 2A chia hết cho 5, B chia hết cho 5, thì cái hiệu này cũng sẽ chia hết cho 5. Câu này cũng đúng luôn. Cả ba phương án trên đúng, như vậy thì mình chọn câu này nha cả ba phương án trên đều đúng. Rồi mình qua câu 6. À câu 6 bị lỗi nữa rồi các em. ha, Thì bỏ qua nha. Bởi vì thầy cũng ướm thôi ha. Thầy cũng ướm là mờ bằng năm thôi. Nhưng mà chưa chắc nhìn đúng ý của tác giả. Rồi câu 7 nè. Nếu m bằng cái này thì này, nó lỗi nó nhảy nè m chia hết cho 4 m chia hết cho 2 m chia hết cho 12 và m chia hết cho 14 ha Nha. nếu m bằng cái này thì chọn nó bán nào thì mình thấy nè 14 12 á thì chia hết cho 4 Được chưa? 12 thì chia hết cho 4 Từ đó 12A cũng sẽ chia hết cho 4 Còn 14 thì không chia hết cho 4 Cho nên là 14 nhân B chưa chắc chia hết cho 4 Được không? Ví dụ như B bằng 1 thì lúc này 14 nhân 1 là bằng 14 thì không chia hết cho 4. Nhân B bằng 2 thì 14 nhân 2 là bằng 28 28 chia 4 là 7 Đó Được không nè Cho nên là tùy vào B Thì chúng ta mới biết được là M nó có chia hết cho 4 hay không Được không B bằng 2 Thì hai bạn này đều chia hết cho 4 Dẫn đến cái tổng này chia hết cho 4 Còn B bằng 1 Thì đáp án này sai Được không Cho nên là nếu mà người ta nói thế này, mình chỉ cần tìm ra một đáp án sai thì mình nói là đáp án này sẽ bị sai nó không có đúng đó còn trường hợp b nè m chia hết cho hai mình thấy số này chia hết cho hai số 12 chia hết cho hai dẫn đến 12 a đều chia hết cho hai với mọi a thuộc số nguyên đúng không tương tự như vậy 14 cũng chia hết cho hai dẫn đến 14 b sẽ chia hết cho hai đó cái tổng này có hai số hạng đều chia hết cho hai dẫn đến cái tổng này chia hết cho hai hay nói cách khác, M của chúng ta sẽ chia hết cho hai, Ok, vậy đây là đáp án đúng. Rồi, để tiết kiệm thời gian thì, mình làm ra đáp án đúng rồi, thì những đáp án còn lại hiển nhiên là sai. Thầy không cần giải thích ha. Câu 8. Trong các tập hợp sau, tập hợp nào có các phần tử đều là số nguyên tố? Thì thầy nhắc lại, số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn một và chỉ có hai ước đó là một và chính nó đó nhớ nha số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn một chỉ có hai ước là một và chính nó thì đây mình nhìn vào đây mình thấy là ở đây có số một nè nên tập hợp này các phần tử không phải là số nguyên tố loại đúng không đây có số 0 không phải là số nguyên tố loại được chưa nào như vậy thì còn hai bạn này thì mình nghi ngờ thôi đúng không hai bạn này mình nghi ngờ làm sao làm sao để chọn ra một bạn đúng nè đó thì mình nhìn thấy cả hai bạn đều đúng đúng không có vẻ thôi nhưng mà hiển nhiên sẽ có một bạn sai đây mình nhìn lên thấy nè một 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 1, 1, 1 Có nghĩa là tổng 3 số này cộng lại Tổng 3 chữ số cộng lại bằng 3 Đó 3 thì chia hết cho cho 3 Đó Cho nên là theo dấu hiệu Nhận biết một số chia hết cho 3 Thì rõ ràng số này sẽ chia hết cho 3 Số này chia hết cho 1 Chia hết cho 1, 1, 1 Và chia hết cho 3 nữa Cho nên rõ ràng số này có nhiều hơn 2 ước Đúng không? Số này có nhiều hơn hai ước cho nên là không phải là số nguyên tố loại như vậy thì đây là đáp án đúng của chúng ta đó mình dùng phương pháp loại trừ ha rồi câu 9 tìm ước chung của 9 và 15 thì ước chung của 9 và 15 sẽ là ước của ước chung lớn nhất của 9 và 15. Được không nào? Đây các em. Thì để tìm ước chung của 9 và 15 thì việc đầu tiên chúng ta đi tìm ước chung lớn nhất nha. Mình đi tìm ước chung lớn nhất của số 9 và số 15. Được không nào? Bà. Đó thì nhẩm mình cũng thấy rõ ràng số 9 và số 15 thì ước chung lớn nhất chính là số số 3. Được không? Đó. Tuy nhiên, à, nếu mà các em nhẩm không được mà thôi được rồi, thì làm xong đi rồi thì chỉ sau nha. Ước chung lớn nhất của hai số này chính là số 3. Đó. Thì bây giờ đề bảo là ước chung của hai số này thì các em hiểu là ước chung của số 9 và số 15 chính là các phần tử hoặc là chính là tập hợp các ước của ước chung lớn nhất của hai số này, chính là ước của 3. Đó. Được không nào? Ước chung lớn nhất của 9 và 15 là số 3. Rồi, ước chung của 9 và số 15 chính là ước của ước chung lớn nhất mà ước chung lớn nhất là 3 nên là ước của 3. Ước của 3 thì số 1 và số số 3, đúng không? 1 và 3. Ok, đây là đáp án đúng của chúng ta. Ok chưa? Rồi, còn trong trường hợp mà các em không có nhẩm được cái ước chung lớn nhất của số 9 và số 15 là số 3 thì thầy sẽ có giải pháp cho các em. Giải pháp thứ nhất là chúng ta tính ra phân tích ra thừa số nguyên tố. 9 á, là 3 mũ 2. Còn 15 á, là bằng 3 x 5. Đúng không? Đó, như vậy thì ước chung lớn nhất của số 9 và số 15 sẽ bằng chọn ra thừa số nguyên tố chung. Thừa số nguyên tố chung chính là số số 3, số mũ nhỏ hơn. Lớn nhất thì lấy số mũ nhỏ hơn, số mũ nhỏ hơn số 1. Đó, ờ, 3 mũ 1 chính là 3. Đó là giải pháp thứ nhất. Rồi, giải pháp thứ hai là chúng ta có thể bấm máy tính nha. Chúng ta có thể bấm máy tính. Thì thầy chỉ trường hợp bấm máy tính để mà nếu mà hai số 9 và 15 nó nhỏ thì chúng ta nhẩm được. Còn trong trường hợp số 9 và số 15 nó lớn quá thì chúng ta không nhẩm được. Thì lúc này chúng ta bấm máy tính cho nhanh nha. Xin đây các em. À, chúng ta mở máy tính này on ha ô oh, chú kiến đi lạc ở đâu đây chúng ta mở máy tính lên nè. thì đây ước chung lớn nhất này các em các em thấy không chỗ này có chữ gcd này à, các em thấy chữ gcd không gcd là viết tắt của từ tiếng anh nè đó là greatest thầy viết cho các em nhớ nhớ tiếng anh luôn à, Gratis credit common à, Gratis credit common divisor đó divisor tiếng anh nó là số chia nha số chia số bị chia đó số bị chia chứ không phải là số chia số bị chia đúng tiếng việt mình là số bị chia common là chung và greatest là lớn nhất đó cụm này chúng ta hiểu là chúng ta hiểu là gì game mình hiểu là ước chung lớn nhất đúng không như vậy đây là số bị chia đúng hơn số chia đúng không số bị chia là ước divide là chia divisor là số chia tóm lại là đây chính là ước chung lớn nhất nha viết tắt của ba từ g c d đây các em gcd nha đó như vậy thì khi mà tìm ước chung của 9 và số 15 thì chúng ta bấm như sau đầu tiên chúng ta bấm alpha nha. bấm alpha rồi bấm nút này gcd nè bấm nút này đó rồi chúng ta bấm số 9 rồi chúng ta bấm dấu phải này để bấm được dấu phải thì chúng ta bấm nút shift rồi bấm nút này dấu phải rồi bấm số 15 lăm Nha, rồi đóng ngoặc bằng đó ra số 3 được không đó trong trường hợp số 9 và số 15 lớn thì các em có thể bấm máy tính cho nhanh rồi chúng ta giải quyết xong câu 9 bây giờ chúng ta sang câu 10 tìm ước chung lớn nhất của ba cái số này thì cách truyền thống là chúng ta cứ phân tích những cái số này ra thừa số nguyên tố thôi. Đây. 16 á thì bằng 2 mũ 4. Còn 32 á là bằng 2 mũ 5. Còn 112 á 112 á thì bằng 56 nhân 2 đúng không? 56 thì bằng 28 nhân 2, 2 với 2 là 4. 28 á, là 7 nhân nhân 4. Đúng không? 4 4 16. Tóm lại là 7 x 16 chính là 1 1 2. 16 chính là 2 mũ 4. Đó, như vậy số 1 1 2 khi chúng ta phân tích ra thừa số nguyên tố, chúng ta được 7 nhân 2 mũ 4. 1 1 á là bằng 2 mũ 4 nhân 7. Đó, như vậy thì ước chung lớn nhất của ba số này ha thì mình lấy thừa số nguyên tố chung này hai 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 chung này hai lấy số mũ nhỏ hơn bốn năm bốn số mũ nhỏ hơn là bốn còn đây là thừa số nguyên tố riêng chúng ta không lấy ha hai mũ bốn là bằng 16 được không như vậy thì đáp án của chúng ta là đây ok đó là cái cách truyền thống tuy nhiên mình có những cách khác làm nhanh hơn mình nhìn nè trong ba số này số nhỏ nhất là số nào? Số nhỏ nhất là số 16. Đúng không? Mình thử nè, mình lấy máy tính mình thử nè. 32 chia 16 chúng ta được được 2. 112 chia 16 thì chúng ta được được 7. Được không? Như vậy thì số 16 chính là ước chung lớn nhất của ba số này. Ok, đó là cách mẹo nhưng mà chúng ta tính nhanh ha. Chúng ta sang câu 11. Số tự nhiên a lớn nhất thỏa mãn 90 chia hết cho m và 135 chia hết cho m là 90 chia hết cho m, 135 chia hết cho m thì lúc này m của chúng ta sẽ là ước của 90. m của chúng ta cũng là ước của 135. Đó. Như vậy thì m sẽ là ước chung của 90 và 135. Được chưa? Đó. Mà số tự nhiên a lớn nhất. Đó, như vậy thì m thỏa mãn Ồ, ở đây là a thì đây phải là a chứ ta. Đúng không? Đó, đề bị lỗi nữa ha. Số tự nhiên a lớn nhất thỏa mãn đây phải là 90 chia a và 135 chia a là nha thì mới hợp lý ha. Như vậy thì lúc này a của chúng ta như mình phân tích a lớn nhất thì a phải là ước chung lớn nhất của 90 và 135 nha. Đó. a sẽ là ước chung lớn nhất của số 90 và 135. Được không? thầy để tiết kiệm thời gian à, thầy chỉ các em bấm máy tính luôn cho nhanh nha đây thì hồi nãy đây chính là bộ chung nhỏ nhất còn ước chung lớn nhất đây ước chung lớn nhất ủa hồi nãy cũng là ước chung lớn nhất luôn mà đây là ước chung nè còn đây ước chung lớn nhất à giống như hồi nãy luôn các em đây là ước chung lớn nhất. Thì sorry. Thì như hồi nãy mình phân tích á, muốn tìm ước chung lớn nhất của số 90 và số 135. Thì chúng ta bấm như sau. Nè, thì chỉ bấm lại này. Alpha này. Rồi GCD này, thấy không? không nút này. Được chưa? Rồi sau đó chúng ta bấm số 90 này, 90 này. Rồi bây giờ mình bấm dấu phẩy. Thì để bấm được dấu phẩy thì chúng ta phải bấm nút shift nè, rồi dấu phải nè. Rồi số 135 này. Đúng không? Rồi đóng ngoặc này, bằng này, 45. Được không? 45. Đó, chúng ta chọn đáp án này. Ok. Rồi xong. Chúng ta qua câu 12. Trong hai số sau, hai số nào là hai số nguyên tố cùng nhau? số nguyên tố cùng nhau thế nào gọi là hai số nguyên tố cùng nhau thì theo định nghĩa hai số nguyên tố cùng nhau là hai số tự nhiên mà ước chung lớn nhất của chúng là một được chưa đó ước chung lớn nhất của hai số tự nhiên là một. Thì hai số tự nhiên đó chúng ta gọi là hai số nguyên tố cùng nhau. Ok chưa? Đây nè. Số 2 và số 6 thì nhẩm mình có thể thấy ngay rằng là ước chung lớn nhất của 2 và 6 chính là số số 2. Nên hai số này không phải là hai số nguyên tố cùng nhau. Số 3 và số 10 thì các em nhẩm các em cũng thấy được ước chung lớn nhất của hai số này là 1. Cho nên đây chính là hai số nguyên tố cùng nhau. 6 và 9, ước chung lớn nhất của hai số này là 3 nên không phải ha. 15 và 33 thì ước chung lớn nhất của hai số này là 3. Cho nên đây cũng phải không phải là hai số nguyên tố cùng nhau. Đó nhớ nha. Hai số tự nhiên mà ước chung lớn nhất của chúng bằng 1 thì hai số đó gọi là hai số nguyên tố cùng nhau nha chứ không phải là số nguyên tố mới được nha chứ không phải là a số 10 không phải là số nguyên tố nên thầy chọn b là sai không phải vậy nha không hẳn là nó phải là số nguyên tố miễn hai số đó nó có ước chung lớn nhất là một thì hai số đó chúng ta gọi là hai số nguyên tố cùng nhau rồi chúng ta qua câu 13 tìm số tự nhiên x biết rằng này, đây lỗi nữa nè các em thì 160 chia hết cho cho x và 360 chia hết cho x được không đó 160 chia hết cho x và 360 chia hết x. và x của chúng ta lớn hơn 10 và bé hơn 20 rồi thì cách làm như sau thì 160 chia hết cho x có nghĩa là x sẽ là ước của 160. 360 chia hết cho x có nghĩa là x sẽ là ước của 360. Như vậy thì để thỏa mãn 160 chia hết cho x và 360 chia hết cho x thì x của chúng ta sẽ là ước chung của hai cái số này. Đó, đồng ý chưa? có nghĩa là x của chúng ta phải là phải thuộc cái ước chung của số 160 và số 360. Được chưa? Và đề cho nữa là x của chúng ta phải lớn hơn 10 và bé hơn hơn 20. Đó, như vậy thì công việc của chúng ta là đi tìm các ước chung của hai số này và mình chọn ước nào thỏa mãn lớn hơn 10 và bé hơn 20 thì chúng ta chọn. Ok. Thì muốn tìm ước chung của hai số này thì chúng ta sẽ đi tìm ước chung lớn nhất của hai số này. Đó, rồi sau đó chúng ta lấy ước của ước chung lớn nhất đó chính là ước chung của hai số này. Được không? Nó hơi rối đúng không? Đây, mình bấm máy tính cho nhanh nha để tiết kiệm thời gian. Thì thầy chỉ cho bấm lại nè muốn tìm ước chung của hai số này chúng ta bấm như sau alpha này nha alpha này đó bấm alpha xong rồi bấm nút gcd ha greatest common divisor ha bấm gcd cho thầy được không rồi bấm số 160 nha bấm số 1, phải để mà bấm được chỗ phải thì chúng ta phải bấm nút alpha rồi bấm nút này đó Sorry các em thì bấm thì bấm nhầm bình thường á nếu mà chúng ta bấm nút này á là ra dấu ngoặc chứ không phải ra dấu phải để mà ra dấu phải màu vàng này chúng ta bấm nút ship nha nút ship rồi bấm nút này được chưa tiếp tục bấm 360 nha 360 rồi đóng ngoặc bằng 40 đó có nghĩa là x thuộc ước chung của của hai số này mà chúng ta bấm máy tính chung lớn nhất của hai số này là số 40. Từ đây mình suy ra ước chung của hai số này chính là ước của số 40. Đó. Thì ước của số 40 nè. 1 đúng không? 40 chia hết cho 1, 40 chia hết cho 2, 40 chia hết cho 3, Không 40 chia hết cho 4, 5, 6, 5. Được, 6 không được. 7 không được, 8 được. 9 không được, 10, 10 được. 11 không được, 12 không được, 13 không được, 14 không được, 15 không được, 16 không được. Để tìm này, chúng ta có thể làm về cho nhanh này. Để tìm các ước của số 40 chúng ta làm cho nhanh này. 40 á là bằng 1 nhân 40. bằng 2 nhân 20, bằng 3 không được, bằng 4 bằng 4 nhân 10 đúng không bằng 5 nhân 8 bằng 6 không có 7 không có 8 nhân 5 trùng lại trùng lại rồi được chưa như vậy thì ước của số 40 chúng ta chỉ có các số là 1 2 4 5 8 10 20 40 được chưa 1 2 4 5 8 10 20 và và 40 Ok như vậy thì mình thấy là à không có số nào lớn hơn 10 và bé hơn 20 cả, à, không có số nào lớn hơn 10 và bé hơn 20, đây không có, trong các ước không có số nào, ha à, như vậy thì để cho có vẻ bị à, nhầm nhầm chỗ nào đó các em, có nghĩa là chỗ này có thể hạt dấu bằng ở đây hoặc là dấu bằng ở đây ha, đó thì trong quá trình thầy tìm kiếm với các em là không có cái số tự nhiên x nào thỏa mãn 160 chia hết cho x 360 chia hết cho x và x và x nằm trong cái khoảng này không có ha đây phần đáp án này các em 6, 9, 18, 36 thì như thầy nói với các em là à, không tìm được số nào thỏa mãn Thông tin thì các em thử lại nè thì x của chúng ta lớn hơn 10 và bé hơn 20 nha lớn hơn 10 và bé hơn 20 mình thấy chỉ số này chỉ có số này là phù hợp lớn hơn 10 và bé hơn 20 đúng không nhưng mà bây giờ mình thử lại thử coi liệu 160 có chia hết cho x không nha. và 360 có chia hết cho x không đây 160 chia cho x x là 18 đây các em thấy đó chia không hết được không chia không hết nha không có đáp án nào đúng được chưa đó đề cho bị nhầm ha không có đáp án nào đúng rồi chúng ta sang câu 14 à có bạn hỏi thầy là à, chuyện gì xảy ra nếu mà đi thi à, không có đáp án nào đúng chuyện gì xảy ra các em nếu mà đi thi tất nghiệm mà không có đáp án nào đúng thì lúc đó tất cả các em đều được điểm câu đó nha, tất cả các em đều được điểm câu đó. Rồi, bây giờ chúng ta sang câu 14. Cho a bằng này, b bằng này, c bằng này, khi đó ước chung lớn nhất của ABC là. Thì người ta đã phân tích cho mình ra thừa số nguyên tố rồi. Đúng không? Thầy viết lại cho các em dễ nhìn nè. A là bằng 2 mũ 3 nhân cho 3. B là bằng 3 mũ 2 nhân cho 5 mũ 2. C thì bằng 2 nhân 5, 2 nhân 5. Như vậy thì ước chung lớn nhất của ABC ước chung lớn nhất của ABC sẽ là thì muốn tìm ước chung lớn nhất thì chúng ta phải đi chọn các thừa số nguyên tố chung nha đi tìm các thừa số nguyên tố chung thì mình nhìn đây mình thấy là à thừa số nguyên tố 2 nè thằng này không có vậy là không phải là thừa số nguyên tố chung ba thằng này không có Hơ, không có năm thằng này không có như vậy thì không có thừa số nguyên tố nào chung cả Vậy thì ước chung lớn nhất là thằng nào các em? Được không nào? Nếu mà không có thừa số nguyên tố chung nha, không có thừa số nguyên tố chung thì mình hiểu rằng là lúc này ước chung lớn nhất của ba số này sẽ là là một vì sao vì hiển nhiên số này chia hết cho một Hiển nhiên số này chia hết cho 1. Và hiển nhiên số này cũng chia hết cho 1. Ok không nè? Đó. Ba bạn này đều chia hết cho 1. Cho nên 1 chính là ước chung của ba bạn này. Được không? Thì viết này cũng xì si ra luôn rồi. Ok, như vậy thì đáp án của chúng ta là đây ha nha chúng ta là đây rồi đó và các em chú ý thì lúc này abc là ba số có ước chung lớn nhất là một cho nên lúc này abc chúng ta gọi là ba ba số nguyên tố cùng nhau ok chưa ba số nguyên tố cùng nhau rồi chúng ta sang câu 15 lăm cho số A bằng một chú kiến nữa. A bằng 5 mũ 4 nè, nhân cho 13 mũ 2 nè, nhân cho 17 nè. Số các ước của A là à, số các ước của A là Thì à, bài này để mà giải thích cho các em cách để mà tìm số các ước của ba thì nó khá là mất thời gian và nó cũng khá là rối đối với các em nha và bây giờ thời gian của mình cũng đang gấp ok cho nên là thầy sẽ hẹn các em lên lớp 10 thì thầy sẽ chỉ cho các em vì sao như vậy còn bây giờ thì chỉ cho các em cách để mà làm nhanh thôi nha còn các em chưa hiểu vì sao được tạm thời các em chỉ biết cách để làm nhanh thôi chưa hiểu vì sao thì cách để mình tìm số các ước của a như sau thì các em chú ý nè 17 á, chính là 17 mũ 1 nha 17 mũ 1 đó thì cách tìm nè mình thấy nè 5 mũ 4 thì mình thấy là 5 mũ 4 thì các em cộng 1 vô cho thầy nha thì mình được số 5 nha 13 mũ 2 thì các em cộng 1 cho thầy thì mình được số 3. 17 mũ 1 thì các em cộng 1 cho thầy nha. 1 1 cộng 1 là 2. Được không nào? 4 cộng 1 là 5. 2 cộng 1 là 3. 1 cộng 1 là 2. Rồi sau đó mình nhân 3 số này lại. 5 x 3 là 15, x 2 là bằng 30. Đáp án của chúng ta là là 30. Đó, thì chỉ cho các em mẹo để mà chúng ta làm nhanh là như vậy. Được chưa? Còn vì sao thầy có cái mẹo đó? Nha, à, thì thầy sẽ giải đáp cho các em khi các em lên lớp 10. Ok. Rồi, mình xong câu 15 ha. Chúng ta sang câu 16. Bội chung nhỏ nhất của ba cái số này là À, bộ chung nhỏ nhất ba số này là. Thì bây giờ muốn tìm bộ chung nhỏ nhất thì chúng ta sẽ đi phân tích ra thừa số nguyên tố. Ok. 40 á là bằng 8 nhân 5. 8 á là bằng 2 mũ 2 mũ 3 nhân cho nhân 5. Rồi, tiếp tục số 28 á số 28 là bằng 4 nhân 7 đúng không? 4 á là bằng 2 mũ 2 nhân 7. Ok. 140 140 á thì bằng bằng 14 nhân 10. Đúng không? 140 là bằng 14 nhân 10. Ok. 14 đó là bằng 2 nhân 7. 10 là bằng 2 nhân 5. Như vậy thì bạn này phân tích ra là 2 nhân 2 sẽ được 2 mũ 2 này, nhân 5 này và cuối cùng nhân 7 này. Đó, thầy cố gắng thầy viết hai thẳng hàng, 5 thẳng hàng, 7 thẳng hàng để cho các em dễ đối chiếu. Thì bội chung nhỏ nhất của ba số này thì chúng ta sẽ chọn các thừa số nguyên tố chung và riêng nha, chung và riêng. Hai nè, hai là chung nè. 5 là riêng nè. 7 là riêng nè. Còn số mũ thì chúng ta lấy số mũ lớn nhất nha, Bội chung nhỏ nhất thì chúng ta lấy số mũ lớn nhất. 2 mũ 3, 2 mũ 2, 2 mũ 2, lớn nhất là 2 mũ 3. Đó, được chưa? 5 thì lớn nhất là 1. Mũ 1, 7 lớn nhất là mũ 1. Rồi bằng 2 mũ 3 là bằng 8. 8 x 5 là 40. 40 x 7 thì chúng ta được 280. Ok, 280. Chọn đáp án này. Đó là cái cách làm chính quy nha. Còn trong tự luận chúng ta có thể làm nhanh như sau. Làm nhanh nè. Mình lấy để tìm bội chung nhỏ nhất, chúng ta lấy số lớn nhất. Mình thử nha. Mình lấy 140, mình chia cho 40, mình chia không hết, đúng không? Số 140 không phải. Rồi mình lấy số này mình nhân 2 lên. 140 nhân 2 là 280. 280 chia 40 được 7 hết. 280 chia 28 là được 10 hết. Như vậy thì 280 sẽ là bội chung nhỏ nhất của ba bạn này chọn 280 đó là cách để mà chúng ta làm nhanh ha rồi chúng ta sang câu 17 số tự nhiên a nhỏ nhất khác không thỏa mãn a chia hết cho 18 và a à đây bị lỗi các em a chia hết cho 18 và a chia hết cho cho 40 nha. À đề này lỗi khá nhiều. Thì a chia hết cho 18 có nghĩa là a là bội của 18. A chia hết cho 40 có nghĩa là a là bội của của 40. Được chưa nào? Mà số tự nhiên a nhỏ nhất. Đó, thì có nghĩa là a chính là bội chung nhỏ nhất của 18 và 40. Được không? A chính là bội chung nhỏ nhất của số 18. Phải thôi nha. Và số 40. Rồi thầy chỉ các em bấm máy tính cho nha. Thì thầy đã chỉ là bấm ước chung lớn nhất rồi, bây giờ tìm bội chung nhỏ nhất, chúng ta tìm như sau. LCM này. Các em thấy không? LCM LCM viết tắt của từ list là nhỏ nhất. C là common là chung. Còn M là viết tắt của từ multiple. Bội chung nhỏ nhất. Đó, cách bấm nè. Để bấm được LCM chúng ta bấm alpha bấm nút này. Được chưa? Alpha xong là bấm nút này. Rồi bấm số 18. 18. Rồi bấm dấu phẩy. Để bấm được dấu phẩy mình bấm ship nút này. Là ra dấu phẩy. Rồi số 40. Ha, 4. 40. Rồi đóng ngoặc thôi. Đóng ngoặc Bằng. 360. Được chưa? 360. Ok. Đây là đáp án đúng của chúng ta. Ha. Câu 18. Trong các tập hợp sau, tập hợp nào có các phần tử được xếp theo thứ tự tăng dần? Tăng dần. Mình sơ qua anh thấy nè, 5, 1, giảm dần, loại đúng không? Rồi, trừ 2 và trừ 17. Các em chú ý, số 2 và số 17 thì 17 lớn hơn 2. Nhưng trừ 17 với trừ 2 thì ngược lại, trừ 7 nhỏ hơn 2 như vậy thì đây là giảm đúng không lợi luôn được không bạn này 5 và số trừ 17 trừ 17 thì nhỏ hơn 5 cho nên đây giảm loại ok vậy thì đây là đáp án đúng được chưa âm 17 thì nhỏ hơn âm 2 được không âm 2 nhỏ hơn 0 0 nhỏ hơn 1 1 nhỏ hơn 2 2 nhỏ hơn 5 như vậy đây là tăng dần đúng ok Chúng ta sang câu 19. Tập hợp các số nguyên ký hiệu là thì số tự nhiên ký hiệu là N. Còn số nguyên thì ký hiệu là chữ Z. Đó, được chưa? Số nguyên ký hiệu chữ Z. Số tự nhiên ký hiệu là N. N là viết tắt của từ natural number là số tự nhiên như vậy thì z là viết tắt của từ gì à, nói để các em dễ nhớ ha z là viết tắt của cái từ từ này thầy cũng không biết đọc làm sao luôn vì sao thầy không biết đọc làm sao bởi vì từ này là bắt nguồn từ tiếng đức nha từ này bắt nguồn từ tiếng đức z a h l nha bắt nguồn từ tiếng đức từ này tiếng đức có nghĩa là là số ha đó được chưa z viết tắt với cái từ lấy cái từ đây rồi chúng ta sang câu 20 tổng các số nguyên x thỏa mãn x lớn hơn âm 10 và bé hơn hoặc bằng 13 là thì bây giờ mình chịu khó mình viết ra ha x lớn hơn âm 10 sẽ là âm 9 nè đúng không rồi âm 8 nè âm 7 nè đó vân vân nhiều quá thầy vì không nổi rồi âm 1 nè đúng không rồi không nè tổng mà ha, tổng mà trên thầy cộng lại nha rồi một nè đúng không cộng nhiều quá tiếp tục cộng 7 nè cộng 8 nè cộng 9 nè cộng 10 này, cộng 11 này, cộng 12 này. Nhỏ hơn hoặc bằng 13. Vậy là cộng tới 13 chúng ta dừng. Được chưa? Đó, tổng các số nguyên x thỏa mãn x lớn hơn trừ 10 và bé hơn 13. Đây là những số lớn hơn lớn hơn trừ 10 và bé hơn hoặc bằng 13. Bây giờ chúng ta tính tổng tổng nó ha, tổng mình cộng hết lại rồi thì cách chúng ta tính nhanh như sau nè mình thấy này âm 1 với 1 cộng lại bằng 0 tương tự như vậy âm 2 với 2 cộng lại bằng 0 âm 3 với 3 cộng lại bằng 0 âm 4 với 4 cộng lại bằng 0 âm 5 với 5 cộng lại bằng 0 âm 6 với 6 cộng lại bằng 0 âm 7 với 7 cộng lại bằng 0 âm 8 với 8 cộng lại bằng 0 âm 9 với 9 cộng lại bằng 0 đó cái này là hết rồi đó còn lại bốn số này thôi. Thì 10 cộng 11 là chúng ta được 21. 12 cộng 13 thì chúng ta được 25. 21 cộng 25 thì chúng ta được 46. Ok. Đáp án đúng đây. Chúng ta sang câu 21. Khi bỏ dấu ngoặc trong cái biểu thức này thì ta được Đó, thì các em chú ý, khi bỏ dấu ngoặc thì chúng ta thấy rằng là nếu mà trước dấu ngoặc là dấu trừ thì dấu các số hàng trong ngoặc sẽ được đổi âm đổi thành dương và dương đổi thành âm được chưa bây giờ mình bỏ dấu ngoặc này nè thì mình thấy trước ngoặc là dấu trừ thì chúng ta đổi dấu này đó các em thấy không ở đây số 5 thì chúng ta đổi dấu thành âm năm số đây là trừ chín đổi dấu thành cộng chín còn đây là cộng hai trăm thì đổi thành trừ hai ok rồi mình giờ đáp án đúng nè. Đáp án này đúng ha. Ok không? Chọn đáp án này. Xong ha. Câu 22. À, câu này chắc là các em bấm máy tính rồi đúng không? Thì chỉ cho em cách mà không dùng máy tính nè. Thì giao hoán số này ra sau. Thì nó sẽ bằng 70. Giao hoán bằng này ra sau là trừ cho 52, đúng không? 70 trừ 52 thì chúng ta được 18, được chưa? Đây là đáp án đúng rồi cái này thì các em bấm máy tính ha còn không thì à, thầy khuyên nên nhẩm cho quen đi thi thì bấm máy tính sao bấm còn bây giờ nhẩm cho quen thì nhớ là âm nhân âm là dương được chưa âm nhân âm là dương cho nên là âm 8 nhân âm 25 thì cũng bằng 8 nhân 25 nhẩm nè 8 á, là bằng 2 nhân 4 tiếp tục nhân cho 25 đó 4 nhân 25 thì chúng ta được 100 100 nhân 2 thì chúng ta được 200. Ok. Câu 24, trong tập hợp các số nguyên Z, nhớ nha, các số nguyên. nha, các số nguyên. Tất cả các ước của 5 là thì mình biết rằng là 5 là số nguyên tố. Cho nên 5 chỉ có hai ước đó là 1 và chính nó. 1 và và 5. Được chưa? Đây là trong số tự nhiên, tập hợp các số tự nhiên thôi. Còn đây là đề nói là trong tập hợp các số nguyên. Nhớ nha, số nguyên. Như vậy thì mình thấy nè, 5 cũng chia hết cho cho trừ 1 nữa. Và 5 cũng chia hết cho trừ 5 nữa. Đúng không? Đó, cho nên là tập hợp các số nguyên Z. Trong tập hợp các số nguyên Z, tất cả các ước của 5 sẽ là 1, trừ 1, 5, trừ 5. Được chưa? 1 trừ 1, 5 trừ 5. Đây là đáp án đúng của chúng ta. Câu 25. Trong tập hợp Z, các ước của 12 là? Của âm 12 là? Nhớ nha, tập hợp Z. Thì bài này mình cũng làm tương tự như vậy. Thì các em chú ý rằng là trong tập hợp Z đó, là các số nguyên nha. Thì các ước của âm 12 là? và các ước của số 12 là giống nhau. Nhớ nha. Đúng trong trường hợp là trong tập hợp Z thôi. Ok. Rồi thì cách làm như sau. Thì bây giờ ước của âm 12 và ước của 12 là giống nhau, cho nên bây giờ chúng ta đi tìm các ước của số 12 cho nó nhanh. 12 á là bằng 1 x 12. 12 á là bằng 2 x 6. 12 á bằng 3 x 4. Đó, như vậy thì cách ước của 12 sẽ là 1, nè, rồi 2, nè, rồi 3, nè, rồi 4, nè, rồi 6, nè, rồi 12, nè. Mà đây là trong tập hợp Z, cho nên chúng ta thêm số trừ 1, trừ 2, trừ 3, trừ 4, trừ 6, và trừ 12, được chưa? Nhớ nha, trong tập Z, được chưa? Trừ 1 trừ 2, trừ 3, trừ 4, trừ 6, trừ 12, 1, 2, 3, 4, 6, 12. Vậy đây là đáp án đúng. Ok. Rồi, chúng ta xong câu 25.